Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio, kênh chuyên về âm thanh bài phố cổ. Và trong clip ngày hôm nay, tôi giới thiệu với anh em một bộ ghép, trong đó có một cái con âm ly cực kỳ hot, cực kỳ đỉnh luôn, được còn gọi là Tây Phương Bất Bại hay là Đông Phương Bất Bại gì đó, những cái tên mà người chơi dành ưu ái dành cho nó. Đó là âm ly Concept 11.0, một trong những con âm ly cực kỳ hot. Vì tại sao hot? Tại vì giá nó rẻ, cũng như là đánh đa năng các dòng loa, từ JBL Bass 3 tấc 4 tấc, từ các dòng loa Âu rồi đến các dòng loa AR3, AR2, AR, đặc biệt là những ai đang có những cặp loa AR9 nha. AR9 là có cái bass sub bên hông, hoặc JBL L5 L7 thì cũng nên trải nghiệm con này vì nó rất hợp và rất khỏe nha. Rồi, vài thông tin như vậy để anh em mình cùng làm quen. Còn riêng Khôi mở nhỏ lại tí nha. Còn riêng về cặp loa thì Khôi sẽ có một cái clip sau về cặp này. Cặp loa Mixon, Mixon đến từ thương hiệu của Anh Quốc á, Made in England. Đây là một trong những cái cặp loa phiên bản limited, còn gọi là giới hạn của hãng khác. Ba quay nè, nhìn ở ngoài thì hai nhưng mà trong đó nó có một cái bát nữa là ba quay, gọi là three á nha, là ba quay. Thì cái model này là model cực kỳ hiếm và đẹp gần như mới luôn anh em ha, thiếu cái thùng xốp nha, định của định chưa vệ sinh tút tát luôn. Thì cái cặp này anh em nào để ý á thì cũng thấy Khôi đã trưng bày rất là lâu ở đây và ngắm nghía để cho nó sang trọng, cũng như là mang vinh hoa phú quý tới đó. Màu vàng mà nha. Rồi nói vui thôi, bây giờ trở lại con âm ly nè. Đây, Concept 11.0 anh em ha. Chỗ này còn dính keo này, Khôi quên chùi này, chưa chùi luôn. Thì về cơ bản thì nó cũng khá đẹp anh em ha, nhưng mà nó có vài chỗ nó dính, còn cái vết keo ở bên nó dán về á, Khôi quên mất đó này, quay rồi mới nhớ này. Đó, còn lại là khá đẹp anh em ha. Thì trên cái cần này này, nó là hàng, cái này là hàng công bãi, nên nó nhìn mặt này thì không thấy anh em nha, lưu ý không thấy nha, nhưng mà nhìn trên cần số này này, rồi thì nó sẽ có vài chỗ nó gọi là mặt bị bùn đó anh em ha, do vận chuyển thôi, lấm tấm thôi chứ không phải là bị mẹ. Đây anh em nhìn kỹ ha. Đó, anh em nhìn kỹ nha. Cái này chưa lôi, chưa lau chùi nha. Đó, không có bị bể vợ gì nha anh em. Đó, mình quay kỹ nha, chỗ này thì tí có chùi không vấn đề gì. Đó, ok chưa? Rồi thì đây là cái đời lớn này, đời lớn nên nó thứ nhất là nó đến ba cặp loa ABC này, ABC này ha. Rồi cái công tắc, có công tắc rất là hay anh em, thì nó có hai chức năng anh em ha, một là audio và hai là tuner, tuner là radio, thì mình xài cái nào mình bấm lên cái đó anh em ha, còn không thích thì mình tắt. Rồi thì đó là về cái phần này. Rồi có hai cái lỗ phone, ngày xưa thì họ nghe phone rất là nhiều ha. Rồi thì tín hiệu đầu vào thì hạng này mình không có xài là output CD mà nó sẽ tép ha, để mình tép out thì Khôi quay lại anh em xem. Còn một điều cuối cùng là điều đặc biệt ở đây, cái núm long nét là nó những cái đời lớn á, là nó sẽ sử dụng cái núm tròn này nè, chứ nó không có sử dụng công tắc bật gạt, thì mình không có chỉnh được cái tốc độ, không chỉnh được cái chức năng của nó, mình muốn nghe bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu ha, rất là độc đáo luôn. Và cái nữa đó là mic bass này, cái phần giải mic nó sẽ là nằm ở trong, còn giải chép cái giải bass nằm ở ngoài này, đó nó tích hợp anh em ha, mic bass mic chép này rất là hay ha. Radio thì cổ điển. Rồi qua cái phần vỏ này rất đẹp luôn, anh em nhìn này, đây những cái con này có cái vỏ vẫn rất là đẹp ha, rất là tuyệt vời. Đó, anh em cùng xem, rất tuyệt vời. Quay qua bên này luôn ha, ốc vít đồ còn đầy đủ nha nè, đó khá đẹp mắt. Rồi thì đây em con bùi chưa lau chùi luôn em nhé, làm biếng chưa lau chùi luôn. Đó, đến ba cặp loa này, công suất tiêu thụ của nó là 600W, tuy nhiên là công suất ra loa thì nó khá lớn rồi nè. Đó, 120W trên một kênh á, thì nó đánh loa nào cũng được nè, loa 200W là đánh vô tư ha. Đây nè, mình đang cắm vào cái tap in này, sẽ sử dụng hai cổng này em ha. Và thêm một phần nữa là cái con này nó có chức năng làm rề ha, rề này. Đó, và cái hàng này họ không có sử dụng cái cầu ở ngoài mà cầu ở trong họ nối rồi nè nha, rất là tuyệt vời. Rồi đó, mọi thứ là nó là như vậy. Thì những cái dòng concept thì nó được sản xuất tại Nhật nha. Đó, Nhật nhưng mà sử dụng điện 120, là những con này được sản xuất cho thị trường của Mỹ. Đó,
Rất tuyệt vời. Đó là về cái phần hình thức. Cái này là chú ý anh em băng keo nha, mình chứ không phải là bị hư tóc này gì đâu. Nó nói rõ để anh em yên tâm. Rồi thì tiếp theo thì con sẽ tháo nó ra nhé, quên mất. Đây, mình có cái máy thì mình sẽ tháo nhân lên nè, bố con nắp ra. Đây, mình đang tháo cái trục này ra anh em. Rồi, anh em nhìn này, phía trong nó rất là chắc chắn nha. Đây này, hàng họ làm những cái phần gia cố, tại vì con này nó nặng anh em nha. Đó, bắt rất là chắc chắn luôn. Rồi ok, bây giờ mình xem phần ruột gà bên trong này. Đó, rất là đẹp. Cái đời này á, họ không có xi vảy màu, nhưng mà cái sườn nó vẫn còn rất là đẹp. Đó, anh em cùng xem. Đó, sườn là trắng tươi ha, sườn là trắng tươi. Con này là sử dụng 8 con sò sắc Hitachi nè, nha. Hitachi. À, 4 con thần, 4 con nghịch. Đó, lưu ý như vậy. Thì tù này của hàng Concept anh em, nó vẫn sử dụng của hàng Euna, nhưng mà hàng này là họ in cái thông tin của họ lên đó để đảm bảo đâu chủ quyền đó, kể cả cái tăng phô nguồn cũng vậy này nha. Thì cái con này nè, nó sẽ có hai cái bo mật đây anh em, bo mật nguồn này, cái phần rơ le nguồn này nè, nguồn vào này, rồi rơ le của công suất này nè, hai cái nha. Nên khi anh em mà khởi động á thì nó sẽ mất một chút xíu thời gian. Để coi đưa máy cao lên tí nè, để anh em nhìn rõ hơn. Nó phải khởi động anh em nhé. Khi anh em thấy rồi le đóng á, thì nó mới hoạt động. Đó, 8 con sò xanh kẹt. Rồi trên mỗi cái bo công suất đó nè, nó có thêm những cái con driver nữa nha. Đó, phải quay rất kỹ nha. Đó, anh em cùng xem qua. Đó, ok ha. Rất tuyệt vời. Đó, thì máy móc thì đang hoạt động tốt, kể cả mọi thứ này. Mấy cái này là chưa chùi luôn này, khô chưa có chùi anh em ha. Chùi là nó sẽ mới hơn bùi nè. Nhưng mà cơ bản là những cái con này là đời cao, được bảo quản kỹ. Đó, nên là nó cũng còn khá đẹp. Cái thông số tù là mấy? 15.000 mi đúng không? 15.000 mi. Đó là một trong những tù khá lớn. Tù lớn nhất là 22.000. 22.000 thì nằm trong những cái con của Bione. Đó. Rồi. Đó, rất là gấu luôn. Anh em nào mà có phòng audio mà tháo nắp ra mà để trưng bày cũng đẹp ha. Đó, rồi đó, mình quay rất là kỹ, mọi thứ là có vậy thôi. Phía dưới thì không có hà, không có gì hết, nên muốn quay phần trên cho anh em ha. Đó, rồi đó, anh em mà xem qua rồi, hình ảnh thì Khôi có chụp lại và có đăng lên trên Facebook và Zalo lúc trước giờ, nên anh em cần xem đi vào xem thêm nhé. Rồi ok, thì con này thì Khôi đã nói ngay từ đầu rồi, ghép được rất rất nhiều loa JBL, AR hay là kép, hoặc là Mixon, hoặc là Tannoy, hoặc là nhiều thứ loa mà cần tới công suất, thì anh em cứ dựa vào những ý Khôi nói để mình phối ghép. Còn bây giờ thì Khôi sẽ nghe thử. Bình thường thì ghép với JBL rồi HBE, Bioner hay là gì đó, nên nhưng mà hôm nay thì Khôi sẽ ghép với cái cục la cây này có sẵn ở đây, rất là đẹp, nên mình cùng nghe thử ha, và xem cái mức giá vào cuối clip. We'll be right back.
thôi chị, test thử thôi nè, tại vì nó có sẵn cục loa để ở đây, đẹp quá nên cắm vào để cho anh em cùng nghe và chiêm ngưỡng để mình có cái sự thích thú thêm ha. Rồi toàn bộ là những cái món hàng hot và đẳng cấp thế giới nên chắc chắn nó đã hay. Ở Việt Nam thì những cái món đồ này cũng có nha, và nó đã làm nên cái tên tuổi thương hiệu rồi, anh em có thể nghiên cứu tham khảo thêm. Rồi về con âm ly này thì không còn gì để bàn nó nữa vì nó gần như là đỉnh rồi. Nó đàn em của thằng 16.5, nhưng mà con này cũng thuộc hàng hiếm lúc bây giờ anh em ha. Anh em có những cái loa lớn, bát 3 tấc, 4 tấc, công suất lớn nha. Công suất nhỏ thì chắc chắn nó đến tốt rồi. Đây mình đang nói tới những cái loa khó công suất lớn, ví dụ như là JBL bát 4 tấc, hoặc là những cái dòng Pioneer, dòng S á, 955 vân vân cũng bát 4 tấc, cần tới công suất lớn, hoặc là JBL 4344 á, đại loại vậy. Thì anh em cũng nên bê về ha. AR3 thì khỏi phải nói, L100 Century vân vân thì thuộc dạng đẹp rồi. Khôi cũng có JBL Fold á, HB520 ha, vẫn Bolero rất là hay. Nhưng mà mình cố tình mình ghép với đa chủng loại, thêm nhiều dòng loa để cho anh em có thêm nhiều trải nghiệm cũng như là nhiều cái sự lựa chọn hơn đó. Còn những cái món quen thuộc thì mình yên tâm mua, hoặc là alo cho Khôi để mình cùng trao đổi tư vấn ha. Rồi thì cái con này nè, bình thường á thì nó giá nó đã ngoài 32-33 triệu rồi đó, hiện tại cho thời điểm tháng 8 bây giờ này. Nhưng mà trong cái mùa hè này thì Khôi bán giá cực tốt nha, cực tốt, và đang có một cái dự án mới nên công việc mới nên là Khôi vẫn bán giá tốt nhất. Thì giá Khôi bán sẽ là luân quanh 30 triệu, tùy theo cái sự nhiệt tình, tùy theo cái gì đó, nhiệt tình và chốt mau lẻ đi ha, thì Khôi sẽ chốt giá để cho anh em sở hữu và lên đường ngay ha. Anh em nào mà quan tâm, đang tâm tâm thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu. Chuyển khoản đủ thì cũng vẫn bao ship, còn ship code thì cọc 30% và không bao ship. Ở Sài Gòn thì anh em ghé lấy hoặc cho địa chỉ mình ra tận nhà đều được ha. Tôi xin phép tạm dừng và hẹn gặp lại.